Xin hoan hoan và chào đón nhà mình tiếp tục quay trở lại với kênh Đồ Cổ Cần Thơ của em vào clip buổi tối ngày 21 tháng 3. Thì hôm nay rất vui cũng lại được đồng hành và chia sẻ những sản phẩm mà bên em vừa sưu tầm được đến cả nhà mình. Đến với clip buổi chiều tối ngày hôm nay thì bên kênh của em cũng về rất là nhiều sản phẩm đẹp. Cả nhà mình cố gắng xem hết đoạn video này của em nha. Xem hôm nay chúng ta có gì ha. Hôm nay có rất là nhiều sản phẩm đáng để sưu tầm ha. Và mã số 1 đầu tiên là giới thiệu Zalo cả nhà mình, em vừa sưu tầm được hai cái đèn treo 3 dây để giới thiệu cùng cả nhà mình đây. Đây em có treo lên trên trần nhà luôn ha, để có thể quay cho cả nhà tiện theo dõi nha. Một cặp này mình giờ có thể treo phòng khách hoặc là cũng có thể treo những nhà ba gian, nhà gỗ nha, và những nhà theo phong cách cổ điển châu Âu rất là đẹp. Thứ nhất là về chất liệu của nó, em giới thiệu từng cây nha mình ha. Nó có hình ảnh chú gà trống gô lo nha, một những biểu tượng đặc trưng của nước Pháp ha. Hình ảnh chú gà trống gô lo, tất cả khung dây đều bằng đồng hết nha cả nhà ha, từ trên treo xuống là bằng đồng nha. Và chiều dài tổng thể nó có khoảng từ trên dây xuống là khoảng 97 cm, chất liệu đều bằng đồng hết. Và cái chó màu trắng á là bằng thủy tinh trắng ha. Cái họng đèn thì bằng đồng, và cả những cái quả tiết qua nhân trên đây đều bằng đồng nguyên khối hết nha các nhà ha, rất là đẹp nha. Sẵn đây là số 1 thì có một cặp để giới thiệu cùng cả nhà ha. Một cặp thì có giá giao lưu với cả nhà mình là một cặp này là 11 triệu đồng cho một cặp nha. Còn mã số 1 ngày hôm nay, cái này về treo một cặp thì thôi khỏi chơi ha. Đó, rất đẹp đây, nhà cùng xem ha. Mã số 1 là bao gồm có một cặp như thế này cho mã số 1 nha, 11 triệu đồng ha. Cái này về treo thôi khỏi chơi. Rồi sau đây tiếp theo là những mã tiếp theo của ngày hôm nay. Mã số 2 là giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình nè. Có về được một mâm và 6 chén, chất liệu bằng đồng màu vàng rất đẹp. Đây cả nhà cùng xem ha. Cái này về mình có thể là trưng bày sưu tầm hoặc là những bàn thờ gia tiên ha, thì rất là đáng để sưu tầm nha. Một bộ nó như thế này, nó bao gồm là một cái mâm chất liệu bằng đồng mạ vàng ha, 6 chén 6 đũa, và đường kính của mỗi đôi đũa là tầm có khoảng là 24, và mỗi cái chén á như thế này, cả nhà cùng xem ha, chất liệu bằng đồng nha, đồng mạ vàng ha. Trên đây là có hình ảnh là song long nữa nè, được làm bằng hai lớp mỏng thôi nghe cả nhà ha, hai lớp thì mình cầm nó không bị nóng nha. Đồng mạ vàng đã được vệ sinh sáng bóng lại rồi ha, cái mâm cũng được mạ vàng luôn nha, rất là đẹp. Một bộ như thế này bao gồm là một cái mâm to. Cái mâm này để em đo đường kính cho cả nhà xem thử ha. Về cái đường kính của cái mâm này nó tầm có khoảng là 52 á, và chọn bộ này nó cân nặng là 2 kg, và một bộ này có giá giao lưu với cả nhà mình là 3,5 triệu nha. 3,5 triệu cho mã số 2 của ngày hôm nay. Xem được nhớ giúp em cho xin một like ha. Đừng tiếc cho em xin một like nha, để mai mốt con em cố gắng sưu tầm thêm những sản phẩm tiếp theo để giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Cả nhà mình có like thì mai mốt em lên sản phẩm tiếp theo, cả nhà mình cũng thể xem được nha. Mình xem tham khảo cũng được, khi nào có nhu cầu thì liên hệ em ha. Đây là mã số 2. Rồi mã số 3 thì em có sưu tầm được hai quyển kinh bằng đá xưa. Hai quyển kinh Phật bằng đá xưa. Hôm nay quay dắt tối, cố tình quay gần tối để gọi đèn led cho cả nhà mình cùng xem ha. Đây là hai sản phẩm rất là đẹp. Đây là một quyển kinh chất liệu bằng đá xưa, và em có thể thông đèn như cả nhà mình cùng xem ha. Đây đèn led điện thoại mình có thể để vô đây nè. Đó, chữ cả nhà mình cùng thấy ha, chữ được khắc ăn mòn nha, khắc ăn mòn trên đá ha. Đây em gọi đèn led cho cả nhà mình cùng xem đây. Có được hai quyển, mỗi quyển gồm có 8 trang. Đó, đầu tiên là giống như một vị cởi trên một con linh vật này ha. Đây, đèn led cho cả nhà cùng xem ha. Đó, mặt đây. Và mỗi trang đều có chữ được khắc ăn mòn ha, rất là đẹp, khắc ăn mòn trên đá. Rồi cái quyển thứ hai thì cũng là tượng vị Phật ha. Cái này là giống như là Phật Di Đà. Đây quyển thứ hai đây. Và đèn led khi mình thông vô cũng rất là đẹp nha. Và mỗi một quyển như thế này có giá giao lưu với cả nhà 1,5 triệu ngay nhà mình ha. Có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ nha. Kinh Phật bằng đá xưa ha, rất là đẹp, rất là đáng để sưu tầm mỗi một cuốn như thế này. Đó, đây là mã số 2 của ngày hôm nay. Không, đây là mã số 3. Xin lỗi cả nhà ha, đây là mã số 3 của ngày hôm nay nha. Rồi tiếp theo mã số 4. Mã số 4 của bên em mới về được. Hôm nay là còn được một con nhất lông. Hôm trước có con và giao lưu với anh kia rồi, hôm nay còn con giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Đây là mã số 4 ngày hôm nay nha, nhất long nhã ngọc, một trong những sản phẩm rất đẹp về con rồng ha. Nguyên một con rồng ôm một quả châu
đây pha lê ha, màu xanh rất là đáng để sưu tầm nha em ha. Và tổng trọng lượng của tác phẩm này gỡ khoảng là 7,9 kg, gần 8 kg. Cho con nhất lông này nha. Và chiều cao tổng thể của nhất lông là rơi vào khoảng là 36 cm. Rồi bề ngang tổng thể là có khoảng là 24. Chất liệu quần đồng ha, nguyên một siêu phẩm ngày hôm nay nha, nhất lông nhã ngọc. Và tác phẩm này có giá giao lưu cả nhà 4,5 triệu cho mã số 4 ngày hôm nay. Đây là một những sản phẩm rất là đẹp cả nhà, hôm nay bộ ba ha, mã số 4 nha. Rồi tiếp theo mã số 5. Mã số 5 thì bên em có hai cái sản phẩm rất là hay nha. Đó là kèn khuyến heo ha, hay còn gọi là kèn xe đạp hoặc là kèn kem mút nha. Đây. Cho mã số 5 ha. Đó, mã số 5 là cặp kèn kem mút và chiều cao tổng thể là có khoảng là 18 cm. Rồi bề ngang có khoảng 7 cm ha. Và có giá giao lưu cả nhà một cặp như thế này. Có giá giao lưu với cả nhà mình 600 ngàn cho một cặp kèn kem mút mã số 5 ngày hôm nay ha. Đây là mã số 5 ha. Rồi tiếp theo mã số 6. Mã số 6 thì em còn được hai cái sản phẩm rất là đẹp. Đó là một cặp ống tút đạn nha. Ngày xưa ha, đấy là đạn 40 á, ống IT á, ống IT to. Khoảng 40 á, còn nguyên phiên bản luôn nha, 1944. Cái này năm 1944 bằng đồng ha. Rất là đẹp, cái này về mình có thể làm ống nhang hoặc là mình có thể siêu tầm nha. Kỹ vật thời chiến. Và một cặp như thế này. Và có chiều cao tổng thể là 31 cm. Một cặp như thế này có giá giao lưu cả nhà mình là 800 ngàn ha, cho một cặp tút đạn nha, mã số 6 ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 7. Mã số 7 là còn một con tê giác ha. Con tê giác chất liệu bằng đồng, đã được chùi sáng bóng lại rồi cả nhà ha. Tê giác cũng ít có gặp ha. Tê giác chất liệu bằng đồng nha. Trên lưng là nó có hình ảnh là chạm hình lông mã đây. Và tác phẩm này có tổng trọng lượng là 5,5 kg. Và chiều dài tổng thể của tác phẩm này rơi vào khoảng là 62. Và chiều cao đo được cả nhà mình là tầm có khoảng là 20-23 ha. Và một con tê giác như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình đó là 3 triệu đồng cho một con tê giác đồng ngày hôm nay nha. Cái này đã vệ sinh chùi sáng bóng lên rồi cả nhà ha. Xem không rõ hoặc là cần thêm chi tiết, cả nhà có thể kết bạn qua Zalo bên em nha. Em để em có thể gọi trực tiếp hoặc là cũng có thể là chụp thêm hình ảnh cung cấp cho cả nhà mình ha. Đây là mã số 7 ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 8. Mã số 8 thì cũng hôm nay cũng có sưu tầm được một cặp nai tài lộc. Chất liệu quần đồng để giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Cặp nai này về trọng lượng là 3,5 kg. 3,5 kg cho cặp nai này và chiều cao tổng thể là có khoảng là 26. Rồi chiều dài tổng thể là tầm 22. Chất liệu thì quần đồng. Nguyên một cặp nai tài lộc ha, mang lại may mắn tài lộc nha. Cặp sừng rất là đẹp. Và cặp nai này, đây cả nhà mình cùng xem ha. Và có giá giao lưu với cả nhà mình đó là 2,8 triệu. 2,8 triệu cho một cặp nai ngày hôm nay. Đây là mã số 8 ha. Xem được nhớ đừng quên cho em xin một like nha. Cảm ơn cả nhà mình nhiều ha. Đây là mã số 8. Mã số 9 là một cái tác phẩm về phong thủy tam mã. Ba con ngựa đang phi nước đại về trước ngay cả nhà mình ha. Đây là mã số 9, và tổng trọng lượng là 3,5 kg. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 24 cm. Rồi bề ngang là tầm có khoảng là 21. Đây là một tác phẩm tam mã rất là đẹp. Đây là mặt sau đây cả nhà cùng xem ha. Và có giá giao lưu với cả nhà mình á 1,8 triệu ha, cho tam mã của ngày hôm nay, mã số 9. Rồi tiếp theo mã số 10. Mã số 10 đó là một tác phẩm cá kim long mạ vàng, đồng mạ vàng. Đây là mã số 10 nha, đồng mạ vàng ha. Một con cá kim long đang nằm trên một cây gậy như ý vượt biển nha. Tổng trọng lượng 4 kg. Rồi chiều cao tổng thể là 19 cm. Rồi chiều dài tổng thể là 37. Chiều cao là có khoảng 19. Và có giá giao lưu với cả nhà mình con cá kim long này á là 1,8 triệu cho mã số 10 ngày hôm nay. Rất là đẹp ha, kim long đắc lộc. Đây là mã số 10. Rồi tiếp theo mã số 11. 11 thì về Phật thì em còn một tượng Phật bổn sư rất là đẹp đi giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Cho mã số 11 ngày hôm nay. Thì mã số 11 là một tượng bổn sư chất liệu bằng đồng và có tổng trọng lượng là 11,5 kg. Đó, 11,5 kg cho tượng bổn sư ngày hôm nay. Và tượng bổn sư này á về chiều cao là tầm 42 cả nhà ha, và bề ngang là tầm có khoảng là 23. Chất liệu bằng đồng nha, một tượng bổn sư rất là đẹp, ngày đang ngồi ha, ngồi thiền nha. Chất liệu bằng đồng và có giá giao lưu với cả nhà mình là 4,5 triệu cho mã số 11 ngày hôm nay. Tác phẩm này có khoảng gần 12 kg. Đây mã số 11.
Rồi tiếp theo mã số 12, sau này là tượng ha. Ở dưới đáy nha. Rồi tiếp theo mã số 12 của ngày hôm nay thì em còn được một cái hai cái sản phẩm. Đó. Hai cái sản phẩm rất đẹp của ngày hôm nay nha, trong mã số 12. Thì là một có một cái nón la mã và một cái pháp khí la mã. Thứ nhất là mà về cái nón la mã này á, nó có chiều cao tổng thể là có khoảng là 27 và bề ngang là có khoảng là 20, chất liệu vân đồng. Đây, một chiến binh la mã ha, kèm theo một cái pháp khí đó. Đây, và sản phẩm này một cặp như thế này, một cặp rất là đáng để sưu tầm ha. Trên đây có họa tiết trên đây nữa cả nhà, rất là hay nha. Và có giá giao lưu với cả nhà mình là 3,5 triệu cho một cặp như thế này, một cái nón chiến binh la mã hay một pháp khí la mã, mã số 12 ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 13 thì hôm nay còn được một cái mâm đồng chuẩn xưa nha. Cái mâm này em có rất gặp trên thị trường ha, và cái mâm này rất là to nhất của ngày hôm nay nha, và cũng ít có thấy ha. Đường kính là 56 cm, chất liệu bằng đồng xưa luôn, bao nhà mình chuẩn xưa luôn ha. Lâu lắm mà mới kiếm được một cái như thế này, rồi tổng dung lượng là 2,5 kg. Và một cái mâm đồng to như thế này, chuẩn cổ này ha. Có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,8 triệu nha. Rất là đáng xem, anh em cùng xem ha. Đây. Rồi đây là mặt sau đây, 1,8 triệu cho mã số 13. Rồi mã số 14. Thì em cũng có sưu tầm được một cái cặp bình hoa sen. Hoa sen thì mặt trước là nảnh hoa sen, cho anh em cùng xem ha. Và chiều cao là tổng thể là có khoảng là 36, đường kính miệng là có khoảng là 13. Còn bên hoa sen ha, mặt trước là nã hoa sen đây, rất là đáng để sưu tầm. Mặt sau thì nảnh sen cá rất là đẹp đó. Mặt sau là nảnh sen cá. Đây là cho mã số 14 của ngày hôm nay, thì có tổng trọng lượng là 6 kg, và có giá giao lưu cả nhà mình là 3,000,000 đồng nha. 3,000,000 đồng cho mã số 14 ngày hôm nay. Tiếp theo mã số 15 thì hôm nay em có hai cái tác phẩm rất là hay về con ngựa nha. Đó, hai cặp, một con ngựa kéo xe tiền và một con ngựa kéo hũ tiền, ngựa kéo thổ vàng và ngựa kéo xe tiền. Trong mã số 15 ngày hôm nay, đầu tiên là con ngựa kéo xe tiền, các anh cùng xem nè. Đó, kéo nguyên thổ vàng ha, cho đây có hình ảnh sông Long nè, rất là đẹp. Rồi đây là mặt sau ha, đó, sông Long chanh châu, nguyên con ngựa nha. Ở đây là ngựa kéo hũ tiền. Ở đây có hình ảnh hồ lô nó rất là đẹp. Quả tiết trên đây thì thôi khỏi chê ha, từng đường nét rất là sắc nét. Ở đây nguyên hũ tiền, trên đây là có một cái quả châu ha. Và một cặp như thế này, hai sản phẩm này rất là đáng để trưng bày sưu tầm phong thủy nha. Để mình trưng bày ở nhà, để ngựa nó kéo, thứ nhất là kéo vàng với kéo tiền gì cho gia đình mình ha. Còn một cặp như thế này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là 2,2 triệu nha, cho một cặp. Tổng trọng lượng là 2,2 kg cho hai tác phẩm này ha. Rất là đáng sưu tầm nha. Để nhà kéo tiền với kéo vàng gì cho nhà mình ha. Mã số 15. Rồi mã số 16 thì cũng còn được một cái song trầm được gọi là siêu độc lạ S sen. Chiều cao, chiều dài tổng thể là có khoảng là 18. Rồi chiều cao là 11 cm. Đây cả nhà cùng xem ha. Đó, đây có hình ảnh nè, có con ếch nè, đây con ếch nữa ha, trên này ngó sen chuồn chuồn nè, rất là đẹp nha. Và cái song trầm ếch sen chuồn chuồn này tổng trọng lượng là khoảng 950 g, và có giá giao lưu với cả nhà mình 1,2 triệu cho một cái song trầm siêu độc lạ ha. Mình bỏ vô đây mình đốt nè, trầm nó sẽ bay ra từ ngó sen này, rất là hay nha, rất là đẹp luôn á. Đây là một những sản phẩm rất là đáng để sưu tầm ha, và có giá giao lưu với cả nhà mình một cái này là 1,2 triệu nha, cho mã số 16 ha. Tiếp theo mã số 17 thì hôm nay đây là một trong những sản phẩm rất là đẹp mà bên em vừa sưu tầm được ha. Một bộ tam ra phúc lộc thọ chất liệu bằng đồng, thì một bộ như thế này bao đã được vệ sinh chùi sáng bóng là vòm phụ và có phủ một lớp nano để cả nhà có thể bảo quản lâu dài cái tượng này ha. Mã số 17, tổng trọng lượng là 15 kg cho một bộ bao như thế này, rất là đẹp, rất là đáng để sưu tầm ha. Một bộ cái này là vệ sinh rồi như thế nào ha. Bao ông Phúc, ông Lộc, ông Thọ, thỉnh bao này về nhà thì ở nhà mình là có Phúc này ha, có Lộc, có Thọ nha. Chiều cao mỗi ông là có khoảng là 36 á.
Đây các anh em cùng xem. Ông này 34 nè, ông này cỡ 35 36. Thì tổng trọng lượng là 15 kg cho một bộ bao. Rồi sau đây là mặt sau để các anh em cùng xem tham khảo ha. Xem không rõ có thể kết bạn Zalo anh em nha. Để em có thể chụp thêm cho cả nhà mình ha. Hoặc là cần xem trực tiếp thì cũng có thể kết bạn qua Zalo, em sẽ gọi trực tiếp cho cả nhà mình nha. Và đáy mỗi ông cũng đều có chuyện hết ha. Và tác phẩm này có giá Zalo cả nhà mình là 6 triệu đồng nha, cho một bộ như thế này, bao phúc lộc thọ của ngày hôm nay. Đây là mã số 17. Rồi tiếp theo mã số 18 của ngày hôm nay thì còn được một con rồng. Đây. Rất là to nặng. Ở mã số 18. 18 một con rồng rất là to. To khủng nha, tổng trọng lượng là 15 kg rưỡi. Siêu to, rồng nhã thổ vàng. Con rồng rất là to, nhã thổ vàng ha, chiều cao tổng thể là 40. Rồi bề ngang tổng thể là có khoảng là 37. Chất liệu bằng đồng ha, nguyên một con rồng nhã thổ vàng đây. Và có giá giao lưu với cả nhà mình rồng nhã thổ vàng này á. Có giá giao lưu với cả nhà mình 5 triệu rưỡi nha, trong một tác phẩm ngày hôm nay. Rồng nhã thổ vàng mã số 18. Đây là mặt sau của tượng như thế nào ha. Rồi tiếp theo mã số 19. 19 của ngày hôm nay đó là một cây bút rất là to. Đây là mã số 19 là một cây bút rất to cho cả nhà ha. Cây này thì tổng trọng lượng là 5 kg. Đó. Bút rồng ha, nguyên một con rồng nhã một quả trâu. Ở đây là có hình ảnh là lông phụng nữa nè. Chiều dài tổng thể 344. Rồi chiều cao là khoảng 25. Nguyên một cây bút rồng ha. Và tác phẩm này có giá giao lưu với cả nhà mình một cây bút rồng này là 2.900.000 nha, rất là to ha. Nhất lông ha, thể hiện cho quyền lực, sức mạnh, sự tăng thăng tiến thành công trong công việc ha. Thì để các bạn để cây bút này bạn làm việc thì thôi khỏi chê nha. Hết sảy ha. Và có giá giao lưu với cả nhà mình là 2.900.000 ha, mã số 19. Và một trong những tác phẩm rất là hay trong mã số 20 ngày hôm nay. Đó là một cặp bình gốm biên hòa xưa nha, với một cái tích rất là đẹp. Đó là ba ông ha. Lưu bị Quan Công và Trương Phi nha, kết nghĩa vườn đào. Đó, một cặp rất là một cái tích rất là hay. Gốm biên hòa xưa rất là đẹp. Sau đây là chi tiết của tượng này các anh em xem ha. Lưu Bị nha, đây ổng đây ha. Rồi đây Quan Công thì cầm thanh long đao ha. Và Trương Phi nha, ba ông gặp nhau kết nghĩa vườn đào ha. Rất là đẹp, một trong những sản phẩm rất là đẹp về gốm biên hòa xưa ha. Và để em đo chiều cao cho cả nhà mình có thể tham khảo cặp này nha. Cặp này về chiều cao tổng thể là có khoảng là 60 á. Chiều cao là 60 và đường kính của bộ này á là bề ngang là có khoảng miệng là có khoảng là 26, dòng bụng khoảng 90 nha. Và một cặp bình gốm biên hòa này có giá giao lưu cả nhà mình là 5 triệu rưỡi ha. Này về mình để mình trưng bày thôi khỏi chê nha. Ba ông ha, tích ba ông kết nghĩa vườn đào nha. Và đây cũng là mã số cuối cùng của clip ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh Đồ Cổ Cần Thơ của em trong thời gian qua. Thì xem được đừng quên cho xin một like và đăng ký kênh cả nhà ha. Rồi xin chào, hẹn lại cả nhà vào clip sau những sản phẩm đẹp, độc và lạ hơn nha. Rồi xin chào cả nhà mình ha. Chúc một buổi tối thật là nhiều niềm vui nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại.